Chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe tải của em. Hôm nay em xin giới thiệu cho quý vị và các bạn cái dòng xe tải Jack 2.45. Thì cái dòng này là dòng xe hiện tại đang được khuyến mãi bên em. Rất là nhiều chương trình khuyến mãi dành cho dòng xe này. Thì đối với lại khách hàng khi mà mua xe tại ô tô Phú Mấn chi nhánh Đồng Nai. Đây quý vị, đây là chi nhánh em tại ô tô Phú Mấn chi nhánh Đồng Nai, có địa chỉ ở số 110A đường Võ Nguyên Giáp, phường Phước Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Thì quý vị có thể sẽ được nhận rất là nhiều cái phần quà có tổng giá trị lên đến 30 triệu khi mua cái dòng xe này. Đây là một cái dòng xe Jack 2.45 chính là chính xác nha quý vị. Thì dòng này là một cái dòng xe mà rất là quen thuộc với khách hàng rồi. Hiện tại bên em bây giờ còn 8 chiếc xe, số khung rất là đẹp ha. Hiện tại bây giờ 8 chiếc xe này được khuyến mãi đặc biệt dành cho quý vị. Xe thì có tải trọng là 2.45 tấn, có kích thước thùng dài là 3m720, ngang là 1m8 và cao cũng là 1m8 luôn quý vị nha. Đó, xe thì sẽ có phiên bản thùng bạc ha. 8 chiếc này thì đều màu xanh cả ha. Đó, phiên bản thùng bạc quý vị. Đó, thì phiên bản thùng bạc này sẽ là phiên bản thùng bạc 3 mảnh dành cho quý vị ha. Thì xe này đối với lại cái phiên bản này mình sẽ được mở là, thứ nhất là mình mở hai cửa, hai cái bựng hông ở mỗi bên. Tổng cộng là mình sẽ mở được 5 cái bựng xe và chất hàng hóa lên rất là thuận tiện. Rồi phần phía dưới nữa là mình sẽ có cái phần mà bánh xe. Bánh xe thì bánh xe này là bánh xe có cái hệ số lốp là 6.5 16 ha quý vị. Với lại 6 tắc kê. Thì xe này chạy trong phố rất là ok, hợp lý quý vị ha. Xe này là để thiết kế chạy trong phố đi, phố xá. Và với cái mức giá đầu tư tương đương thấp thì quý vị có thể, đây là một cái chiếc xe dành cho quý vị khi mà khởi nghiệp rất là tuyệt vời ha. Đó, mình sẽ cùng xem cái chiếc xe này. Đó quý vị ha, xung quanh chiếc xe thì hiện tại xe này cái số lượng xe nó còn rất ít nha quý vị. Bên em đang có chương trình tri ân khách hàng dành cho dòng xe này. Khi khách hàng mua xe thì đối với xe này, xe sử dụng cái thiết kế là vẫn là thiết kế cơ bản ha, vẫn là cái thiết kế cơ bản của cái dòng xe tải nhỏ Jack. Nếu mà các vị nào mà dùng xe tải Jack 2.4 cách đây nhiều năm ha, thì mình sẽ biết, sẽ quen với lại cái thiết kế này ha. Xe tải Jack 2.4 cabin đầu tròn, thiết kế khí động học và có cái cản gió rất là thấp khiến cho xe chạy rất là lướt. Phần dưới thì mình sẽ có phần đèn này thì quý vị biết là phần đèn halogen ha, phần đèn halogen đó, nó xen kẽ với lại nó có độ thêm một cái đèn bi cầu lồi, quý vị thấy không? Đó, rất là đẹp đẽ ha, đẹp mắt ha. Phần mặt ga lăng nè, đó, mạ chrome sáng bóng rất là đẹp. Thì chiếc xe này là chiếc xe có cái phần cản ở phía dưới cũng như là cái phần mà khoảng sáng gầm xe phía trước rất là thoáng ha quý vị, để cho quý vị mà đi trên các cái cung đường, ví dụ như cung đường ở Lâm Đồng, Đà Lạt thì mình đi cũng rất là thoải mái ha. Đó, bình dầu xe là bình dầu 100 lít dành cho quý vị đi đường dài, đường xa. Đó, bây giờ mình sẽ cùng đến cái phần nội thất xe. Cái phần nội thất xe thì như quý vị thấy đây, phần nội thất xe này, xe được sử dụng kính bấm chỉnh điện một trạm đó quý vị nha. Đó, chỉ cần một bấm là quý vị có thể qua trạm thu phí, hạ cánh cửa này bằng một cái nút bấm thôi, rất là tiện lợi ha. Rồi thêm cái nữa là ghế thì sẽ được bọc bằng ghế da như vậy, chất liệu da rất là cao cấp, mềm mại. À, quý vị nha, bọc xe này sẽ được đăng ký tải trọng là 2.45 tấn và sẽ được lưu hành trên xe là có ba người ngồi nha quý vị, đăng ký 3 người ngồi. Và phía trên này chúng ta sẽ được gắn thêm với camera hành trình ở trên xe theo xe luôn đó. Các cái bộ mà ví dụ như là các bộ đồ nghề trên xe cũng đầy đủ ha. Xe sẽ có máy lạnh các thứ, coi như không thiếu gì hết. Quý khách là mua chiếc xe này về chỉ có việc chạy hàng thôi. Đó, còn đây là cái phần động cơ xe. Động cơ xe thì nói sơ về động cơ xe thì chúng ta sẽ có cái xe này động cơ dung tích xi lanh là 1.8 lít ha. 1.8 lít có cái hệ số tiêu thụ dầu là khoảng có chừng 9 lít, 8 đến 9 lít trên 100 cây. Đây là một chiếc xe rất là tiết kiệm dầu. Và khi mà quý khách mua chiếc xe này ở tại công ty ô tô Phú Mấn chi nhánh Đồng Nai thì hiện tại bây giờ giá bán xe là 390 triệu. Giá bán xe là 390 triệu.
nha, chưa giấy tờ nhưng mà sẽ được giảm giá trực tiếp cho quý khách hàng nào mua xe trong tháng 11 và tháng 12 năm 2022 sẽ được giảm lên đến 30 triệu đồng một xe. Có nghĩa là quý khách khi mà mua xe này chỉ cần có bỏ ra là 360 triệu ha. 360 triệu cộng với tiền giấy tờ khoảng 15-16 triệu thì quý khách có thể sở hữu cái dòng xe này rồi. Thưa quý vị nha, xe sẽ được bảo hành 3 năm 100.000 km. Đó, đây là tiếng động cơ xe, quý vị thấy là rất êm ái. À. Đó, tiếng động cơ xe rất là êm ái. Đó. Xe này sẽ giao cho một khách hàng ở Cát Tiên, Lâm Đồng ha quý vị nha. Đó. Người ta đang chỉnh máy lạnh và tiến hành cho chiếc xe lăn bánh đi giao. Đấy, quý vị thấy không? Đó. Nhấn mạnh quý vị nha, xe 2 tấn 45 trả góp, hỗ trợ trả góp cho quý vị 80% xe, và cũng như là quý vị có chỉ cần bỏ ra 360 triệu để sở hữu chiếc xe này. Rồi xin chào, còn đây là cái bãi xe của tụi em đây. Quý vị thấy bãi xe thì trải dài từ bên kia sang đến tận bên này. Đó là tổng cộng 12.000 m², thì quý vị có thể có rất là nhiều không gian để mình lái thử xe, chạy thử xe ha quý vị nha. Rồi ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai một lần nữa rất hân hạnh chào đón quý khách hàng đến xem xe và cũng như trải nghiệm sản phẩm. Ở đây chúng em sẽ luôn luôn có một cái đội ngũ nhân viên phục vụ cho quý khách hàng tận tâm, chu đáo, trung thực và nhiệt tình. Em là Sơn, trưởng phòng kinh doanh của ô tô Phú Mẫn chi nhánh Đồng Nai, với số hotline là 0357 336 326, 0357 336 326, xin được phục vụ quý khách hàng và cảm ơn quý khách đã xem xe.